Một hồi tao đánh xong đi. Đã xong trận này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu trận solo nữa, mày chơi đỉ. Mày chơi chó hại đồ. Mày chơi chó nè, mày giật rồi. Mày quá mày chơi chó. Nói chơi chó, tôi nãy giờ tôi tá hù hả anh em. Xem clip tôi nhớ like, subscribe kênh của bạn. Mày mày được lắm. Đăng nó tơn, đủ thằng này quay không dám đăng. Chơi chó, tao phải chơi vậy thôi. Để anh chảo ngay đừng lấy ship nữa. Hà bà Tám về chửi á. Ở đây ngồi coi anh nào. Hà coi cũng nhớ nè. Tôi chơi Hoàng Thị Quả, nó chơi do này nãy nó chơi quý tụ. Tôi không quý tụ mà nó dám chơi đồ phộng á. Thế đâu hả? Vô kìa mày, đồ tao đốt nhà nè. Nó tao đốt nhà đó, mày ngồi chỗ đàng hoàng coi dép đâu. Ngồi đừng có lên giạc nha mày. À, mày. Nó hồi máu chắc. Thằng này chỉ chó á, chiến ngày tôi sẽ chơi thật bình tĩnh anh em coi. Chơi chó thì mình phải chơi chiến thật lại. Đỉnh mà. Làm gì đó bị đứng cặt đó quay. Mà bây giờ quay video trực tiếp mà nó không bị. Con nó ngồi tao vú cái găng ha, tao đang nóng á. Chọc tao đi. Rồi, rồi. Ôi. Ôi. Mày láo lồn. Láo lồn. Đứng đứng đây đi đâu mà gọi màu vàng dừng chân ghé lại. Ủa mày giúp cái đó màu vàng phải dây dừng chân đứng lại nơi đây. Thằng năng solo của tôi nó đang đứng kế tôi nè, đang ngồi ở dưới nè. Mày chơi chó tao quay à, tao mày vậy đó. Đi đâu mà dọn dẹp dừng chân ghé lại. Dâu mà dội mà vàng. Rồi dấp phải đá mà chàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây. Dừng chân đứng lại nơi đây. Trời ơi. Đi đâu mà dội mà vàng. Rồi dấp phải đá mà chàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây. Bể tụ. Ủa tao rút ngắn thời gian luôn cho anh em xem nè. Mấy bạn kênh 5 phút và tôi thắng không? Quay video 4 phút mấy rồi đó. Đỉnh hả anh? Con chích nó kìa. Năm phút thắng á. Chắc quỷ cái tụ luôn. Chắc khoảng tới 5 phút rồi. You have defeated an
Bây giờ tôi sẽ tập trung vào đánh. Tao tới bị ngu kìa. Chơi giữa trận nhà không biết lên đòn chỗ nào luôn. Đi đâu mà vô mà vàng. Mày dép phải đá mà chàng phải dây. Điền chân đứng lại nơi đây. Đi đâu mà vậy? Điền chân cái loại mà chàng phải dây. Điền chân đứng đứng lại nơi đây. Chơi cái này vô là cái dính nhanh. Thiệt tiếng hụng á chứ ai đâu đây nữa, nó gọi nó dựa mệt cái quay clip nó yên luôn thiệt cái cài. Yep.